Thưa quý vị và các bạn, Ngày Dân số Thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11 tháng 7 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu. Ngày Dân số Thế giới năm nay với chủ đề Thế giới 8 tỷ người để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người. 10 năm qua, Hà Nội đã đi đầu cả nước, đẩy mạnh các hình thức truyền thông, vận động, thay đổi nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh, giúp thai nhi phát triển bình thường, tránh những hậu quả nặng nề vì thiếu hiểu biết, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Trong vòng 24 giờ sau khi con dâu sinh cháu, bà Mai Thị Dung đã đưa cháu nội của mình đến trạm y tế xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì để lấy máu gót chân, làm sàng lọc sơ sinh. Bởi theo bà và gia đình, thực hiện xét nghiệm quan trọng này trong ngày đầu sau sinh để kiểm tra tổng thể sức khỏe cho trẻ sơ sinh, phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền nếu có. Tôi thấy chương trình như này là tốt cho các trẻ sơ sinh và cho các bà mẹ để coi như là sau này các cháu coi như là đỡ bị ảnh hưởng coi như là những cái bệnh tật coi như là bẩm sinh từ bé. Nhờ đẩy mạnh truyền thông, những năm qua xã Tam Hiệp luôn dẫn đầu huyện Thanh Trì về công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Cụ thể năm 2021, toàn xã đã có 242 trẻ sơ sinh, thì có 209 trẻ được làm sàng lọc tại các bệnh viện và trạm y tế xã, chiếm tỷ lệ 86%. Và 6 tháng đầu năm 2022, có 85 trẻ sinh, thì có 74 trẻ được sàng lọc sơ sinh, đạt 87%. Trong thời gian tới, xã chúng tôi tiếp tục thực hiện truyền thông bằng nhiều kênh khác nhau. Ngoài việc là truyền thông trực tiếp tại hội nghị, thì chúng tôi còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và chúng tôi phát tờ rơi, cũng như là thông qua các cộng tác viên dân số thì tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình để các hộ gia đình nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc mà sàng lọc trước sinh và sơ sinh để đảm bảo chất lượng dân số trên địa bàn xã. Tại tuyến y tế cơ sở như các trạm y tế xã, phường, thị trấn đã tư vấn thực hiện khám sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai và sàng lọc trẻ sơ sinh. Phương pháp là lấy mẫu máu gót chân để gửi theo phân tuyến thực hiện xét nghiệm, phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh tật, các rối loạn về chuyển hóa, di truyền nếu có. Tại các bệnh viện tuyến trên thì công tác này thực hiện khá bài bản hơn 10 năm nay. Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm Chẩn đoán Trước sinh và Sàng lọc Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đứng đầu cả nước và ngang tầm khu vực về số lượng cũng như kỹ thuật sàng lọc. Trung bình một năm có khoảng 40.000 ca đẻ, trong đó có khoảng 400 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, chiếm khoảng 1%. Qua công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh hàng tháng, bệnh viện phát hiện khoảng 400 đến 500 trường hợp thai có bất thường, tập trung ở bệnh tim bẩm sinh, hệ thần kinh trung ương, thận, tiết niệu. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang triển khai kỹ thuật NIPT là phương pháp xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn, kỹ thuật xét nghiệm gen tiên tiến nhất trên thế giới được ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm phát hiện nguy cơ thai nhi mắc dị tật bẩm sinh di truyền do bất thường về số lượng nhiễm sắc thể. Với chức năng chỉ đạo tuyến, trung tâm đã đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, hội chẩn liên viện, phối hợp sản nhi hồi sức cứu sống trẻ dị tật bẩm sinh. Sau sinh thì lên cho các cháu đi sàng lọc, liên đo thính lực, rồi là lấy máu gót chân để làm sao nếu mà có trường hợp xấu xảy ra thì các bác sĩ có thể phát hiện sớm để mà kịp thời mà chữa cho các cháu để các cháu sau này có một sức khỏe khỏe mạnh. Khám sàng lọc trước sinh cũng như chẩn đoán trước sinh hiện nay thì không thể phát hiện hết được các cái bệnh lý của thai nhi. Chính vì thế nên là cái sàng lọc sơ sinh hết sức là quan trọng. Lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh thì có thể phát hiện được rất nhiều các cái bệnh rối loạn chuyển hóa của trẻ, và đặc biệt là trong đấy có những cái bệnh lý rất hay gặp như là bệnh suy giáp bẩm sinh hay thiếu men G6PD. Và những bệnh lý này nếu như phát hiện sớm và chúng ta điều trị kịp thời thì trẻ sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh. Hà Nội đã và đang duy trì thực hiện tốt, thực hiện đề án tầm soát phát hiện một số tật bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ sàng lọc trước sinh, số bà mẹ mang thai của toàn thành phố đạt 82%. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh của trẻ sơ sinh cũng đạt cao 86%. Việc thực hiện chẩn đoán dị tật trước sinh và sau sinh là bước đi lâu dài của ngành dân số nói riêng và cả xã hội nói chung vì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng giống nòi và sự phồn vinh của xã hội, hướng tới một tương lai hạn chế đến mức thấp nhất người khuyết tật do các bệnh bẩm sinh gây ra.